Xin chào cô chú, xin chào các anh chị. Hôm nay mình tiếp tục vào bếp với món ốc hương xào bơ tỏi nha. Ốc hương xào bơ tỏi là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngon từ ốc và vị ngậy của bơ, tạo nên hương vị hòa quyện khó quên. Đến với món này thì ai trong chúng ta cũng biết và rất nghiện món này phải không ạ? Vậy mời cả nhà cùng mình vào bếp nha. Mình có 1 ký ốc hương thì mình mua ở Úc á, là giá 20 đồng Úc. Tính ra tiền Việt á, khoảng là 340 ngàn nha. Đầu tiên á, là mình đem đi rửa sạch. Cái này mình đã rửa sạch rồi nè. Dạ, bây giờ mình đem đi luộc sơ nha. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi. Dạ, bây giờ mình bỏ hương vô nha. Mình luộc trong khoảng 5 phút và mình vớt ra để ráo nha. Kế tiếp là mình bắt chảo lên và mình cho một ít dầu để cho chảo nóng, rồi mình bỏ tỏi vô mình xào nha. Mình xào đến khi tỏi vàng là được và mình vớt ra mình để riêng nha. Sau đó mình bỏ vô là 2 muỗng canh bơ nha. 2 muỗng canh bơ. Mình xào cho bơ nó chảy ra đó và mình bỏ ốc hương vô nha. Bỏ ốc hương vô mình xào. Cái phần tỏi hồi nãy mình mới phi rồi đó, bây giờ mình bỏ vô phân nữa nha. Bỏ vô phân nữa, còn phân nữa mình để lại. Và bây giờ tiếp tục mình nêm. Mình cho ở đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm nha. Và 1 muỗng canh đường nha. Mình xào như vậy là được rồi nè. Và bây giờ mình tắt bếp nha. Cuối cùng là mình bày lên dĩa và mình bỏ cái phần tỏi hồi nãy phi còn lại mình rắc lên trên nha, cho nó đẹp nha. Như vậy mình đã hoàn tất món ốc hương xào bơ tỏi rồi nha. Mỗi ngày mình sẽ tìm ra món ngon mỗi ngày cho gia đình.
Video mình còn thiếu sót rất nhiều, xin cả nhà góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin trân trọng và cảm ơn. Nếu thấy video của mình bổ ích, xin subscribe, like và đăng ký kênh để mình có động lực làm tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.